À, xin chào các bạn hôm nay mình chia sẻ các bạn về cái tiết uh, 2 quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên giữa đường xiên và hình chiếu của chương trình hình lớp 7 ở chương 3 thì trong cái tiết này á, chúng ta có ba cái lý thuyết rồi chúng ta sẽ phân ra các dạng bài tập thì đầu tiên cái lý thuyết đầu tiên các bạn bạn nhìn lên màn hình nha đường vuông góc ở đây chính là đường vuông góc ngắn hơn mọi đường xiên kể từ một điểm phải kể từ một điểm nha các bạn kể từ một điểm A đến một đường thẳng d thì bạn nhìn vô cái hình bạn thấy AH chính là đường cao Được chưa? ở đây AH là đường cao đúng không? Đường vuông góc hay gọi là đường cao bạn, đường cao á, đường vuông góc đây, đường vuông góc. Rồi thì AB chính là đường xiên nha bạn, AB này là chính là đường xiên nè đường xiên, đường xiên, đúng không? Đường xiên là nó xiên xiên các bạn đường xiên gọi là xiên xiên đó đúng không nghi nghi còn đường vuông góc là thẳng xuống đúng không đây là đường vuông góc thầy bây giờ bạn vẽ thêm những cái đường xiên là à, đường xiên là văng 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 đúng không bạn vẽ xuống xuất phát từ một điểm a hay bất kỳ một điểm đúng không xuất phát cùng, từ cùng một điểm kể từ một điểm nha bạn kể từ một điểm thầy cái đường vuông góc sẽ là đường ngắn nhất bạn tức là ah nó luôn luôn nhỏ hơn những ông kia dụ ở đây mình đặt là cve đây thì cái AH của bạn á nó nhỏ hơn A, AB. AH của bạn á nó nhỏ hơn AC. Nói chung cái đường vuông góc nó nhỏ hơn đường xiên bạn. Đó vâng vân. AH nhỏ hơn AD vâng vâng, Đúng không bạn? Đó bạn hình dung vấn đề chưa? Rồi bây giờ tiếp tục. Chúng ta đi qua ý 2 bạn. Rồi. Nếu bạn cần nghiên cứu lại thì có thể dừng chuột lại nghe nha. Trong hai đường xiên, bạn hình dung kiểu dân dẻ xiên tức là nghiêng á, xuyên xuyên tức là nghiêng mà thấy không? đường xuyên AB là đây là đường xuyên nè đường xuyên nè đường xuyên một đây là đường xuyên 2, đúng không được đường, đường xuyên 2, đây các bạn còn AH là đường đường vuông góc đúng không thì mỗi đường xuyên bạn nó sẽ có một cái hình chiếu hình chiếu hình chiếu Hình chiếu 1, đây là hình chiếu 2 Hình chiếu 1 của đường xiên 1 Và hình chiếu 2 của đường xiên 2 bạn để chưa bạn Rồi Bạn xác định hình chiếu đó, nó giống như cái bóng vậy bạn Bạn hình dung nha Bạn hình dung cái đường thẳng D là cái mặt đất đây Đúng không Bạn hình dung cái đường thẳng D là mặt đất đúng không Rồi rồi bạn hình dung này đây là một cái đường thẳng để cho bạn ở đây là mặt đất bạn hình dung đây là cái bóng ví dụ như ở trên 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 cái bóng này đúng không nó có chiếu mặt trời chiếu xuống chiếu cái vô cái bút này thì cái nó sẽ xuất hiện cái bóng dưới trên dưới cái mặt đất của bạn không bạn hình dung không bạn hiểu cái này không đây là một cái vật đúng không rồi bạn có mặt trời bóng chiếu xuống bạn thì bạn hình dung có cái bóng có cái bóng dưới mặt đất mặt đất là đường thẳng D á thì cái bóng đó người ta gọi là hình chiếu của cây bút ok các bạn nên bạn nhìn vô cái đường xiên một, bạn nhìn vô cái đường xiên một thì bạn sẽ thấy gì? khi bạn bạn hình dung là có cái ánh sáng mặt trời đúng không? nó chiếu xuống cái đường thẳng AB là đường xiên một thì nó sẽ xuất hiện cái bóng cái bóng trên đường thẳng d thì cái bóng đó chính là BH thì BH người ta gọi là hình chiếu của đường xiên thứ nhất tương tự HC là hình chiếu của đường xiên thứ thứ hai thì người ta bảo rằng hình chiếu nào lớn hơn thì đường xiên lớn hơn và ngược lại đường xiên nào lớn hơn thì hình chiếu là lớn lớn hơn. Thì bạn hình dung, trong hai đường xiên một và đường xiên hai, đường xiên một là AB, đường xiên hai là AC thì rõ ràng nhìn vô hình AB lớn hơn AC đó bạn, tức là đường xiên một lớn hơn đường xiên hai thì dẫn tới hình chiếu tương ứng cũng lớn hơn, tức là hình chiếu một sẽ lớn hơn hình chiếu hai. Và ngược lại, hình chiếu nào lớn hơn thì đường xiên tương ứng cũng lớn hơn. Và bạn nhìn vô hình Hình chiếu một lớn hơn hình chiếu hai thì dẫn tới đường xiên một sẽ lớn hơn đường xiên đường xiên hai. Thì các bạn đây là cách mình ký hiệu này. AH là hình chiếu của AB lên đường thẳng d. Các bạn AH, AB là HB các bạn HB là hình chiếu của AB lên đường thẳng d. Còn HC là hình chiếu của AC lên đường d và hình chiếu hình chiếu HB lớn hơn hình chiếu HC thì đường xuyên AB lớn hơn đường xuyên A AC. Tương tự hình chiếu thiết, thiết, lập hình chiếu và đường xuyên AB lớn hơn đường xuyên AC thì hình chiếu HB lớn hơn hình chiếu H, HC. Bạn hình dung vấn không? Rồi, bây giờ bạn dừng chuột lại để bạn xem. Bạn xem lại phần lý thuyết. Rồi chúng ta sẽ qua các dạng bài bài tập nha bạn. Rồi. Rồi chúng ta đi qua dạng toán đầu tiên bạn là toán so sánh. Bạn nhìn cho cái đề bài ở đây mình sửa các bài tập nha bạn. Trong sách giáo khoa thì cái hình vẽ thì mình lấy trên mạng á, thì nó trúng trang nào thì trúng thôi. Tại vì mình vẽ hình thứ nhất là chậm và yếu lắm nên lấy cho nó nhanh. Còn lời giải là của mình. Bây giờ trong hình 11 bạn, hình bên cạnh biết rằng AB bé hơn AC thì bạn thấy AB là đường xiên đúng không bạn? AB là đường xuyên thứ nhất đúng không bạn? À, đường xuyên đường xuyên 1 Còn AC là đường xuyên 2 Đúng không? Đường xuyên 2 Tương ứng bạn là BH là hình chiếu Hình chiếu 1 Và AC là hình chiếu Hình chiếu 2 Thì AB bé hơn AC tức là đường xuyên bé hơn bạn Thì bạn biết rằng đường xuyên bé hơn Thì tương ứng hình chiếu bé hơn Thì dẫn tới hình chiếu 1 bé hơn hình chiếu 2 Thì BH bé hơn HC vậy thôi Vậy thì đáp án của bạn là gì? Đáp án C đúng không? À, thì bạn nhìn cách trình bày đúng không? Vì vuông góc, vì cứ AH vuông góc, tại hình chiếu của bạn, à, cái việc bạn xác định hình chiếu á, bạn phải dựa trên là chiếu vuông góc nha, không chiếu xiên, bạn thấy không? Khi bạn chiếu một cái vật xuống mặt đất á, là bạn chiếu thẳng vuông góc xuống nha, chứ không chiếu xiên xiên, chiếu thẳng vuông góc xuống như vậy bạn muốn xác định hình chiếu của một cái vật đó, bạn lấy hai điểm trên cái vật thường là lấy hai cái đầu đúng không rồi từ cái điểm đầu này bạn chiếu bạn hạ vuông góc xuống từ cái điểm đầu thứ hai bạn hạ vuông góc xuống thì bạn sẽ được hình chiếu của cái vật này bạn hiểu vấn đề chưa rồi thì bạn thấy đầu tiên bạn xác định vuông góc nè tại vị trí vuông góc nè được chưa thì bạn sẽ xác định được hình chiếu hb là hình chiếu của ab lên bc nó nói rõ ràng như vậy HB là hình chiếu của AB lên BC nói bằng tiếng Việt. Còn nếu là bạn nào ranh về toán học bạn có thể ghi ký hiệu là gì bạn? HB bằng chiếu của AB lên B BC. Đó là ghi bằng toán học. Còn nếu bạn thấy ghi ký hiệu toán học thấy khó khăn quá bằng ghi tiếng Việt luôn. HB là hình chiếu của AB lên BC. HC là hình chiếu của AC lên BC mà AB bé hơn AC tức là đường xuyên bé hơn các bạn đường xiên một bé hơn đường xiên hai thì dẫn tới HB bé hơn H, HC đường xiên càng nhỏ hình chiếu càng nhỏ, đường xiên càng lớn hình chiếu càng càng lớn. OK cho bạn, rồi mình mình nói rõ hơn về cái hình chiếu ví dụ mình lấy một cái vật đường thẳng, đây là đường thẳng d mặt đất, bạn coi như nó là mặt đất đây. Thì đây là một cái vật, một cái vật, rồi cho bạn, bạn muốn xác định hình chiếu của cái vật này thì bạn lấy hai đầu hai điểm đầu hoặc là bất kỳ hai điểm bất kỳ trong vật trong trong cái đường đoạn đó bạn hạ vuông góc xuống ví dụ đây là AB mình hạ xuống ông này là H B hạ vuông góc xuống bên này là K thì HK này chính là hình chiếu bạn HK này chính là hình chiếu của AB và do cách đi hình chiếu đó là bà hàng bạn lấy hai điểm trên cái vật đó bạn hạ vuông góc xuống thì bạn sẽ được cái hình hình chiếu hình dung không ví dụ như một mình lấy ví dụ khác đây là mặt đất đường thẳng D là mặt đất được chưa một cái vật như vậy nó đã có một điểm nằm trên đường rồi một cái vật như vậy được chưa thì bạn chỉ cần bạn bạn đã có một cái điểm trên trên đường rồi thì đó là thì không cần chỉ bạn chỉ dùng bạn không cần chiếu cái điểm này nữa bạn dùng cái điểm thứ hai bạn chiếu xuống dù đây là AB chiếu hai điểm xuống là đây điểm H thì AH này chính là hình chiếu bạn AH là hình chiếu bạn chỉ cần chiếu điểm thứ B thôi điểm B thôi không cần chiếu điểm A vì A nằm trên đường thẳng rồi bạn hình dung là chưa Ok dừng chuột xem nha bạn dừng chuột xem Rồi, chúng ta qua bài thứ hai bạn là bài 13 trong sách giáo khoa. Bạn nhìn qua hình vẽ và bạn yêu, họ yêu cầu bạn so sánh B, chứng minh rằng BE bé hơn BC. Thì đầu tiên BE là gì? Bạn nhìn vô hình bạn thấy BE là gì? BE là đường xiên. Đường xiên 1, đúng không bạn? Còn BC là đường xiên 2. Bây giờ bạn muốn so sánh hai đường xiên này thì bạn so sánh hai hai hình chiếu bạn. Thì BE bạn muốn tìm hình chiếu của nó thì bạn hạ vuông góc xuống mặt đất mặt đất ở đây chính là bên là là ac bạn thấy không ac chính là mặt đất đúng không mặt đất và có một điểm e nằm trên mặt đất rồi thì không cần chiếu bạn chiếu điểm b xuống hạ vuông góc xuống bạn từ cái điểm đó bạn hạ vuông góc xuống thì bạn có ae là hình chiếu hình chiếu một được chưa bạn ae là hình chiếu một rồi bạn đi tìm hình chiếu của bc lên mặt đất thì có một điểm c nằm trên mặt đất rồi thì không cần chiếu điểm b lên cũng là vị trí a đúng không như vậy là AC là hình chiếu 2. Vậy rõ ràng hình chiếu 2 lớn hơn hình chiếu 1 tức là AC lớn hơn AE bạn. Dẫn nó đường xiên 2 cũng lớn hơn đường xiên 1 mà đường xiên 2 là BC, vậy BC lớn hơn BE. Bạn hiểu không? Và cách trình bày như sau bạn thấy không? AE là hình chiếu của BE lên đường thẳng AC. AC là hình chiếu của BC lên đường thẳng AC mà hình chiếu AE bé hình chiếu AE bé hơn hình chiếu AC thì tương ứng đường xiên BE bé hơn đường xuyên BC tương tự cho câu B bạn GE GE là đường xuyên bạn so sánh GE GE là đường xuyên 3 đây mình lấy chỗ đường xuyên 3 đường xuyên 3 đó bạn? thì bạn so sánh đường xuyên 3 và đường xuyên 2 thì bạn bạn đã biết rằng hình chiếu của đường xuyên 2 chính là AC đúng không GE và B GE và BC GE và BC rồi thì hình chiếu của GE các bạn chính là AE luôn bạn như vậy bạn để vui điều này GE và BE có chung hình chiếu GE và BE có chung hình chiếu có chung hình chiếu đúng không bạn? À, có chung hình chiếu trên hình chiếu lên vậy lên AC được chưa bạn có chung hình chiếu lên AC rồi vậy thì mà bạn biết rằng á, hình chiếu ae thì nhỏ hơn hình chiếu vậy ac dẫn tới là gì bạn đường xuyên ve nhỏ hơn đường xuyên b bc đó bạn như vậy, vậy à, trong đáp án á, bạn nhìn nào, đây là chiếu lên ab còn mình sẽ dùng cách hai là chiếu lên a ac ở cách hai câu b bạn thì bạn sử dụng là ae là hình chiếu của ve lên lên ac đúng không rồi à, AC là hình chiếu của BC lên A AC đúng bạn mà bạn thấy hình chiếu AE thì nhỏ hình chiếu AC dẫn tới GE nhỏ hơn B BC đó là cách hai còn cách một là mình sẽ chiếu lên AB mình coi AB là mặt đất mình chiếu lên được cho bạn thì rõ ràng AGE bạn GA là hình chiếu nếu bạn coi trong trường hợp này á mình bạn coi bạn sẽ chiếu lên trên vậy trên 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 uh, lên trên S A B bạn lúc này bạn coi mặt đất là A B chưa bạn coi là mặt đất là A B đây cách hai cách cách tiếp theo bạn coi mặt đất là A B đây là mặt đất mặt đất ngang bạn chiếu lên bức tường đây đây là bức tường đây là bức tường bức tường bạn chiếu ve lên bức tường bạn thì ve bức tường thì cái bóng của nó chính là H AG cái bóng đó bạn chính là AG đúng không hình chữ ba còn cái bóng của BC bức tường chính là B BA đó bạn hình chiếu một thì rõ ràng hình chiếu một nó lớn hình chữ 3 nên dẫn tới đường xiên ba sẽ sẽ nhỏ hơn đường xiên đường xuyên hai đường xiên một đúng không bạn đó bạn hình dung với tờ chưa đó. bây giờ bạn dừng chụp bạn xem nha dừng chụp bạn xem rồi chúng ta đi qua bài toán thực tế đó bạn Bây giờ nhìn cái đề bài nè Để tập bơi Bạn nam xuất phát từ vị trí M đúng không bạn Bạn nam nằm ở đây Tập bơi đó Thì ngày thứ nhất bạn nam bơi tới vị trí A là ngày 1 Ngày thứ hai bạn nam bơi tới vị trí 3 Ngày thứ ba bạn nam mới bơi tới vị trí C Và ngày thứ tư bạn nam bơi tới vị trí D đúng không bạn thì họ người ta hỏi là bạn nam bơi như vậy có đúng mục đích không? Tại vì ngày sau phải bơi nhiều hơn ngày trước Thì bạn thấy rằng á, nó đúng các bạn đúng không chính xác nhìn vô hình chúng ta có thể đoán chính xác mà bây giờ về mặt lý luận bạn nhìn nè ngày thứ nhất bạn nam bơi thẳng mà biết rằng bơi thẳng tức là đường vuông góc là đường ngắn nhất đó không bạn đường vuông góc luôn luôn nhỏ hơn đường xiên đúng không bạn nên chắc chắn rằng ma là đường vuông góc mb mc md là các đường xiên nên chắc chắn ma là đoạn ngắn nhất ngày đầu tiên bạn nam bơi cái đoạn ngắn nhất tiếp tục ngày thứ hai bạn nam bơi cái đoạn mb thì mb nó bạn thấy rõ ràng đây chính là hình chiếu của mb nè bạn đây chính là hình chiếu nè đây là hình chiếu đó bạn hình chiếu một nè rồi đó bạn hình chiếu thứ nhất hình chiếu thứ nhất nè bạn hình chiếu một nè đó bạn rồi hình chiếu hai á đó, đó là bạn nam bơi ngày thứ ba bạn là mc thì mc có hình chiếu dây chính là hình chiếu nè bạn hình chiếu của MC nè. Hình chiếu 2 các bạn. Hình chiếu 2 là của MC đó, đúng không? Đó. Thấy chưa? Rồi. Tiếp tục ngày bạn ngày thứ tư bạn Nam bơi đoạn MJ thì MJ có hình chiếu là cái đoạn này nè bạn. Chính là AJ. A, các bạn hình chiếu 3. Thì rõ ràng bạn thấy hình chiếu 1 nó nhỏ hơn hình chiếu 2 và nhỏ hơn hình chiếu 3, nên dẫn tới đường xiên 1 nhỏ hơn đường xiên 2 và đường xiên 3. Đây là đường xiên 1 đường xuyên 1, đường xuyên 2 và đường xiên đường xuyên 3. Thì rõ ràng bạn thấy á, mỗi ngày bạn Nam bơi xa hơn, đúng không ạ? Nên bạn Nam bơi bơi đúng, bạn hình dung được chưa? Đó. Bây giờ bây giờ bạn xem cái cách trình bày cho bài toán này nha, bạn xem cách trình bày. Rồi, bây giờ bạn xem cách trình bày cho bài toán thực tế hồi nãy bạn. Rồi bạn dừng chuột bạn xem nha, dừng chuột xem. Ok nha bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua bài toán cuối cùng bạn là cho hình 14. Ta gọi độ dài đoạn thẳng AB là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song, đó bạn. AB là khoảng cách của hai đường thẳng song song. Rồi, một tấm gỗ sẽ có hai cạnh song song, đó bạn. Một hình 15. Rồi một chiều rộng của tấm gỗ bạn là khoảng cách giữa hai cạnh đó tức là đây là bạn đây chính là khoảng cách giữa hai đường thẳng đây là tấm gỗ bên này tấm gỗ là hình 15 á đây là khoảng cách giữa hai đường hai cái cạnh của gỗ hai cạnh của gỗ giống như hai đường thẳng song song vậy bạn được chưa rồi bây giờ muốn đo chiều rộng của tấm gỗ bạn ta phải đặt thước như thế nào bạn thì tất nhiên muốn đo chiều rộng thì bạn đặt thước cái thẳng đó bạn tại sao bạn vì đó là... vì sao bạn là vì đó là khoảng cách đó là đường vuông góc chỗ này đường vuông góc đó bạn đúng không thì đó là cạnh vậy cái 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 đoạn khoảng cách ngắn nhất đó bạn còn đặc nhiên vẽ là sai rồi đặt như vậy là mang cái đường xiên rồi Đúng nha đường xiên rồi rồi bạn xem phần lời giải vì khoảng cách giữa hai đường không song song là độ dài đoạn thẳng vuông góc vẽ từ một điểm nằm trên đường thẳng này đến đường thẳng kia đó bạn tức là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là lấy một điểm bất kỳ trên đường thẳng a, bạn hạ vuông góc xuống đường thẳng k, do hạ vuông góc xuống thì đó chính là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song. thì tương tự bên khúc gỗ bạn, bạn lấy một cái điểm, bạn có thể đặt thẳng góc lấy bất kỳ một cái điểm nào trên trên cái cạnh thứ nhất, bạn hạ vuông góc xuống, thì đây chính là khoảng cách của à, hai miếng giữa hai cạnh tấm gỗ, thì đó chính là bề rộng của bạn, bề rộng của tấm gỗ. do đó muốn đo bề rộng của tấm gỗ chính xác ta phải đặt thước vuông góc với một trong hai cạnh song song của tấm gỗ. Các đặt như trong hình vẽ là là sai, đó bạn. Nha. Yeah. Rồi, bây giờ mình kết thúc cái video này đây. À, hẹn gặp các bạn ở video khác. Chào các bạn.